Chị Thanh Nga thân mến, như chia sẻ của chị ở phần đầu chương trình, trước đây hệ miễn dịch của chị bị suy giảm. Vậy thì không biết là thời điểm hiện tại sức khỏe của chị đã như thế nào rồi ạ? Cảm ơn Hải Vân đã hỏi thăm. Sau hơn 2 tháng tự chăm sóc tại nhà thì từ đó đến nay là cái sức khỏe của mình đã tốt hơn với cả hệ miễn dịch và cái sức đề kháng thì cũng được khỏe mạnh hơn. Vâng ạ, thực sự là rất là chúc mừng chị. Vậy thì không biết là những cái kinh nghiệm trong câu chuyện là phương pháp mà nào để chị có thể tăng cường hệ miễn dịch của mình cũng như là tăng cường sức đề kháng cho cơ thể ạ? Trước đây khi mà cơ thể mệt mỏi thì tôi cũng đã tìm hiểu một số biện pháp, ví dụ như là dinh dưỡng này, rồi luyện tập hàng ngày này, rồi sắc thuốc bổ để uống, thế nhưng mà không có hiệu quả. Thì sau đó thì tôi được một người thân giới thiệu cho ăn cái thực dưỡng miễn dịch. Ngoài những bữa ăn chính thì tôi kết hợp sử dụng thêm 2 bữa ăn phụ để tăng cường hệ miễn dịch với hoạt chất beta glucan được chiết xuất từ trí huệ nấm theo công nghệ của Nhật Bản và được kết hợp với các loại hạt gạo nứt huyết rồng nảy mầm, đậu đỏ, đậu đen, rồi mè đen, rồi hạt kê hay đậu Hà Lan. Sau hơn 1 tháng sử dụng thì tôi thấy cơ thể của tôi khỏe hơn rất là nhiều và không còn cảm giác là mệt mỏi nữa. Đặc biệt là sử dụng rất là dễ dàng và tiện lợi, vẫn đảm bảo đủ dinh dưỡng cho cơ thể. Thưa bác sĩ, các nhân vật trong tình huống cũng như là chị Thanh Nga vừa rồi thì cũng đều nhắc đến một hoạt chất, đó là hoạt chất beta-glucan kết hợp với một số loại hạt như là gạo lứt huyết rồng nảy mầm, đậu đen, đậu đỏ, đậu Hà Lan, mè đen hay là hạt kê để có thể tăng cường hệ miễn dịch. Vậy thưa bác sĩ, không biết là hoạt chất beta-glucan này có tác động như thế nào đến việc tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể ạ? Beta-glucan là một hoạt chất thì đã được rất là nhiều các cái công trình nghiên cứu khoa học, và ở đây đặc biệt là nghiên cứu của trường Đại học Dược Tokyo, Nhật Bản thì đã minh chứng rằng là khi mà được sử dụng beta-glucan, cái đại thực bào ở trong cơ thể người sẽ được kích hoạt và chính vì vậy nó làm tăng cái đội quân đến sẵn sàng để tiêu diệt các cái tác nhân gây bệnh từ bên ngoài, và chính vì vậy nó làm cho cái khả năng miễn dịch của cơ thể được tốt hơn. Bên cạnh đó thì một số cái hoạt chất khác của beta glucan như beta glucan 13 và beta glucan 16 thì còn tác động lên các cái bạch cầu đa nhân trung tính sẵn sàng để chiến đấu bảo vệ cơ thể chúng ta khỏi những cái tác động của cái tác nhân gây bệnh bên ngoài. Thì tất cả những cái nghiên cứu về vai trò của beta-glucan cũng như là ảnh hưởng của beta-glucan đối với hệ miễn dịch thì đã được trình bày tại cái hội nghị quốc tế cũng như là đã được đăng tải các cái kết quả nghiên cứu trên những tạp chí khoa học quốc tế có uy tín. Trong gạo lứt thì lại là gạo lứt huyết rồng mà lại nảy mầm nữa thì nó có các cái chất dinh dưỡng nó nhiều hơn so với lại gạo bình thường, cung cấp cho cơ thể chúng ta cái chất xơ. Và bên cạnh đó, cái gạo lứt nảy mầm thì còn được tăng thêm về cái nguồn vitamin, đặc biệt là vitamin nhóm B, trong đó phải kể đến cái đầu tiên đó là vitamin B1, thì nó sẽ giúp cho cái quá trình chuyển hóa các cái chất bột đường nó xảy ra được một cách hoàn toàn, nó xảy ra được tốt hơn, và chính vì vậy bớt đi cái quá trình rối loạn chuyển hóa lipid máu, đặc biệt là làm tăng triglyceride máu. Trong cái đậu Hà Lan thì có cái chất cumestrol, thì là đó là một cái dưỡng chất thực vật có tác dụng chống oxy hóa, nó sẽ giúp cho bảo vệ các cái tế bào tránh bị tổn thương bởi các gốc tự do, mà nhất là đối với bệnh nhân ung thư thì sẽ hỗ trợ trong việc phòng chống ung thư khá là tốt. Các cái nhóm đậu đỗ thì bao giờ cũng là cung cấp các cái protein, các cái vitamin nhóm B khá là giàu lysine, và lysine là một cái loại acid amin cần thiết. Thực dưỡng của chị Nga thì cũng có cả đậu đen, mà trong đậu đen thì có cái chất chống oxy hóa đó là anthocyanin, bảo vệ các cái tế bào chống lại cái sự tấn công của các cái gốc tự do. Chị Thanh Nga có sử dụng là gạo lứt mà lại ăn kèm với lại các loại hạt nữa thì nó sẽ giúp cho bổ sung lysine rất là tốt, nó làm tăng cái giá trị sinh học của protein bữa ăn lên. Khi mà chúng ta sử dụng hạt kê thì trong hạt kê có melatonin. Melatonin là một cái chất mà giúp an thần, giúp cho có một cái giấc ngủ tự nhiên nhất. Mè đen thì có cái hàm lượng các cái axit béo không no cần thiết. Axit béo không no chiếm tới 40 đến thậm chí đến 50%, cho nên là rất là tốt đối với lại cái việc mà kiểm soát cái rối loạn chuyển hóa lipid máu, nhất là trong cái cuộc sống bộn bề công việc như hiện nay thì những sản phẩm như vậy sẽ rất là tốt. Và chúng ta cũng nhìn thấy là ở đây một sản phẩm được kết hợp rất là đa dạng các cái loại thực phẩm khác nhau, cho nên là nó đảm bảo được một cái bữa ăn về cân đối và hợp lý để giúp cho chúng ta cung cấp các cái chất dinh dưỡng thiết yếu. Đặc biệt là chúng ta sẽ có một các cái chất đạm thực vật được kết hợp từ những cái hạt quý, và làm cho những người mà khi mà sau ốm dậy này mệt mỏi thì có thể phục hồi khá là tốt đối với một cái chế độ ăn như vậy, tạo được một cái sự quân bình âm dương, và nó làm tăng cường cái
hệ miễn dịch, chế độ ăn này không phải chỉ tốt đối với những người ốm dậy hoặc là những người đang điều trị Tây y, nó sẽ tốt cho tất cả mọi người. Bởi vì có được một hệ miễn dịch khỏe mạnh thì chắc chắn chúng ta sẽ có được một sức khỏe tốt. Sản phẩm như là chị Thanh Nga vừa sử dụng, thực sự đó là một sản phẩm thực dưỡng miễn dịch. Bởi vì sản phẩm này có một cái sự kết hợp tuyệt vời giữa gạo lứt, tức là ngũ cốc, với lại các loại hạt, và lại có cả thêm cả beta glucan nữa. Nó sẽ cung cấp cho cơ thể chúng ta các cái chất dinh dưỡng cần thiết, cũng như là tăng cường sức khỏe của hệ miễn dịch. Thưa bác sĩ, là cái sản phẩm mà tôi đang sử dụng thì cũng được kết hợp giữa các hoạt chất và các cái loại hạt như là bác sĩ kể trên, thì tên sản phẩm là thực dưỡng miễn dịch Nutriancan, và tôi có thể cho người thân trong gia đình của tôi sử dụng được không? Như chị Thanh Nga vừa chia sẻ thì chị Thanh Nga có sử dụng cái thực phẩm là thực dưỡng miễn dịch Nutriancan. Không biết là cái thực phẩm này chị có thể sử dụng lâu dài được hay không? Chị cảm thấy chị khỏe lên tốt hơn, sức khỏe rồi giấc ngủ của mình cũng có thể là ngon hơn nữa, thì hoàn toàn chị có thể sử dụng nó một cách thường xuyên được. Ngoài việc sử dụng cho bản thân thì chị có thể sử dụng được cho những người thân trong gia đình mình. Vâng ạ, một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ, xin cảm ơn chị Thanh Nga đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và hy vọng qua chương trình này thì quý vị đã có thêm những kiến thức về hệ miễn dịch cũng như những phương pháp để có thể tăng cường hệ miễn dịch của mình trong mùa dịch bệnh như hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, và chương trình Cơ thể bạn nói gì tuần này xin phép được tạm dừng tại đây. Nếu như quý vị có bất kỳ thắc mắc nào liên quan tới sức khỏe, đừng ngần ngại hãy gọi điện đến hotline của chương trình. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo. Thói quen từ một năm nay, điều không thể thiếu đối với chị Nga hàng ngày là bữa ăn phụ với sản phẩm thực dưỡng chứa hoạt chất beta-glucan cùng một số loại hạt dinh dưỡng khác. Sản phẩm thực dưỡng miễn dịch là xu hướng mới hiện nay, sử dụng rất là an toàn, dễ dàng và tiện lợi, không cầu kỳ như các biện pháp ăn chay hay là thực dưỡng truyền thống. Nó giúp cho chúng tôi tiết kiệm được rất là nhiều thời gian trong việc ăn uống mà vẫn đảm bảo đủ dinh dưỡng cho cơ thể. Nhờ có sản phẩm thực dưỡng miễn dịch có chứa hoạt chất beta-glucan mỗi ngày mà hơn một năm nay cơ thể của tôi hoàn toàn khỏe mạnh, không còn ốm vặt hay là cảm cúm, nhất là những cái lúc mà thời tiết thay đổi thì tôi không còn phải uống kháng sinh nữa. Không chỉ làm tăng cường hệ miễn dịch, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể và ngăn ngừa các bệnh lý, những bữa ăn thực dưỡng còn giúp chị Nga có làn da căng trẻ, mịn màng hơn. Đặc biệt các vết chân chim và sạm nám đã dần phai mờ. Bên cạnh sử dụng các sản phẩm thực dưỡng miễn dịch, chị còn kết hợp với chế độ dinh dưỡng và luyện tập hàng ngày hợp lý. Nhờ đó chị luôn được khỏe mạnh và tươi trẻ mỗi ngày.